trường học nhá. Bay bay qua đây có nhiều team vào đây. Có một team ngay trên đầu mình, tôi súng trước. Ba team ấy. Có súng làm bố. À súng kia rồi. Au. Tôi giết được một thằng rồi. Một team clear rồi ông ơi. Ông ơi bên bên này. Bên này có người. Ok. Đợi tôi qua. Tầng 1 hay tầng 2. Chỗ ông không mà thằng. Tôi chưa biết nó đâu. Tôi đang vào trong. Ui. Hay lắm ông ơi. Clear đấy, team mới clear đấy. Ở bên trong cũng đỏ. Mẹ, vào đầu nó mà nó không chết ạ. Khó hiểu. Biết. Từ xem còn team nào không đã. Ông nghe nhá, tôi ổn bất chân. Ui, vẫn còn hai team đang bắn nhau kìa. Chúng nó đang bắn nhau cái mẹ. Có feed đâu? Tôi xem tiếng nó từ ta mình tôi có feed vợ tôi đéo nhặt. Không có gì luôn. Thằng này có 5 feed kìa. Nhà xong cứ vào đây. Để. Đợi tôi ấy đã. Ông cắn đi. Đợi tôi phun máu đây đi. Đằng nào đồ của anh em mình kìa. Ê, ở ngoài này cũng có 5 cái băng đít ở ngoài này đây. Ấy nó nhảy xuống rồi, nghe chưa? Đợi nó vào đây đi. Gia công nó bên ngoài ấy. Từ tôi ăn bắn đết đây. Đấy, nó ở đây, từ từ, chuẩn bị bắn nhau này, nhanh nhau mà, rút xuống. Ok, tôi rút rồi. Tôi không nghe gì cả, nhà đang bơm nước, ổn quá. Đi không? Từ từ, cứ bình tĩnh. Cắn đi. Sợ có hai thằng nó cam hai đầu ấy. Mình ra nó bắn nó chết liền, mình ra là nó bắn chết liền à. Ông nghe chính xác lại xem có mấy thằng. Có hai thằng. Đấy, từ từ. Bên ngoài hay là bên phòng bên cái bên đấy. Phòng bằng sân bóng rổ đấy à? Ừ. Cả hai thằng đang bên đấy luôn đó. Một thằng bên đấy. Với lại một thằng chỗ phía ngoài nhà. Ừ, ngoài nhà. Đấy, nó ép hai đầu mà. Bóng rổ đi. Bóng rổ nó nhặt mũ ba nó chạy rồi này. Nó chạy ra ngoài rồi, nó sang nhà nước rồi. Nhà nước, let go. Ổn quá. Nhà nước. Đi hai đầu đi. Từ từ lên. Không biết là nó đang ở chỗ. Đây, nó bên to này. To nào? Chỗ khu bể bơi đấy á? Chúng nó trèo lên tầng 3 rồi. Lên đi. Ê, chúng ở đâu ấy? Cả chúng nó ạ. Chúng nó cầu thang bên kia ông ơi. Có một thằng à? Đâu, tôi giết luôn thằng bên này rồi. À ok. Tôi lốc thằng bên này rồi. Ổn định, ok. May mà còn đấy, tôi đang định nhảy xuống dưới. Thế nào có lòng 4 này.
Ờ cứ cầm đi. Ở đây may mà tôi không, tôi đang định nhảy xuống dưới đấy. À tôi có 54 nhá. Ờ. Để có máu luôn. Ôi máu yếu luôn à? Ờ tự yếu rồi. Anh liền. Màu 16 ưa thích của ông này. Ờ ok. Ông cần 54 đi, tôi có 54 rồi đấy. Tôi có 54 rồi, thích của tôi mỗi thay nước này. M16 mà lại không có đạn 5 nhỉ? Đây đây đây, đạn 5 này. 50 viên này ông ơi. Ơ, ông lá đây, à? Đây đây. Ô, vậy ông lá đây. Này cũng có 2 nòng 4 nữa này. 5 nòng 4 đấy, thằng kia cũng có nòng 4 mà. Đi sang trường học luôn. Hả? Sang trường học lốt tiếp không? Đây có mũ 2 này. Trong nó giật đấy nhỉ, nhưng nó giật đấy nhỉ, giật đấy nhỉ, áo chai nước nữa này. Không có lơ đâu, bỏ mình yếu hết. Đây có bắn đét này không? Bắn đét này. Xe này nó vào đây đâu. Ê, nó vào đây không ơi, anh lì thật bọn này. Sẽ bên ngoài đây không ơi. Thấy rồi. Xong rồi. Tôi thấy một thằng nữa rồi. Thằng ở đâu? Đây, sau. Sau nhảy á? Ừ, sau. Đây, nó chạy bên này ông ơi. Nó chạy bên này ông ơi. Nó chạy rồi. Cục mẹ. Tôi biết ngay là nó móc cái gì móc trong đấy. Chạy nhanh thế, ừ, biết rồi. Thế đi vòng này, tôi đang đi móc móc sau lưng nhưng mà thấy ông nói là phải quay lại liền. Rồi bọn này có fit rồi, không lo đâu. Tôi còn lấp lo ông lỗ lút kia tôi nữa thằng này. Ôi một fit thì mẹ bảy đang điết rồi cũng tạm ổn. Thằng này chả có cái gì cả. Địt con mẹ à, mắn nhau liên tội, chúng nó thích áp, chúng nó thích dồn anh em thế nhỉ. Gần mỗi thằng chết mấy mạng, một mạng rồi đúng không? Ừ. Học này thịt mẹ thằng bé đang định nhảy một bắn nó vỡ đầu ngay. Bọn này chắc là nó định ấy mình đấy, định pick mình ấy, tại vì trường học bây giờ nó biết thừa biết là sẽ có team nữa, nó nhảy đầu lút hết rồi, cố tình nó vào đây chắc là nó muốn pick mình đây. Thì anh em muốn chưa công được sang khu dân cư đâu thì mà toàn bị ăn công rồi. Hello. Chung cư hay là team này từ chung cư qua đây? Chung cư luôn. Kia nào? Đó là có không phải từ chung cư đâu ông ơi. Ở kia tầng à? Không, đâu. Ờ ông kia tầng đúng không? Ờ đúng rồi. Chung cư thấy lút mà không biết là team chung cư đâu nhỉ. Kia là mình ở tạm hướng là kia nó công vào mà. Ừ. Đâu? Ừ. Tấn công rồi nó vào chung cư. Tôi không chơi biết đâu. Để xem tình hình như thế nào đó. Ừ, lắm là một đích vãi. Ông sao chạy lên đồ không? Ông sao chung cư? Ờ, vậy ông đâu? Còn rô không nhá? Ừ. Ông có nước chưa? Nước này. Đâu, tôi lọ nữa.
fit chưa? Có fit, một fit rồi. Nhà cám thì bố sang là bố lút đồ các con đây. Đó, bắn nhau đâu chỗ điểm sạch. Đây 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 đây, nó nhà đỏ trước mặt hướng nó lưu này. Một thằng chạy ra rồi này. Để xem thằng bạn nó đó. Thì bắn nhau thì lắp lòng 4 và bắn từ trên này xuống. Nhà đỏ ngay ngay chỗ gần mình nè. Không, nhà đỏ ở cuối ngoài đường kìa. Nhà xa nhất kìa. Hai tầng có mái tôn kìa. Ở cùng ấy. Cái gì nó lên tầng thượng đúng không? Ê, lắp lòng 4 nào, cái gì nó lên tầng thượng nó lút. À kìa, thấy kìa. Đấy nhà, chơi lại. Bỏ lại chơi. Một thằng ở dưới nữa. Chỗ nhà một tầng màu trắng trắng ấy, chỗ bên kia đường ấy. Thấy không? Cái nhà thứ ba ấy. Thằng ấy mũ ba một bên vào đầu. Thế thì anh em câu xuống thằng này đi. Thằng kia đấy sẽ đánh kịp đâu ông ơi, đi xuống đi. Ok. Nó bán kẹp. Bạn nó phải giữ phải công lên được không? Bạn nó ở phía nào? Sau nhà trắng một tầng. Tại thì nó kiểu gì nó phải là không xa. Có con kia kìa, nó đang ấy sau bờ tường. Đây có xe máy đấy. Để đánh hiếp cho nó bắn chết là kia đi. Cái thằng ấy chân rồi ông kẹp xăng đúng không ơi. Từ từ ông ơi, bình tĩnh. Từ đã. Nó rồi à? Ừ, treo lại đi. Treo lại cho. Từ từ ông ạ, tìm ấy khó lắm. Đâu, ông combo tôi đi. Nó chưa tầm. Tôi bị tìm lần sau nó bắn này, Khi nào? Anh em công xuống đồi team này đi ông ơi. Ừ ok, tôi đang xuống đây. Công hẳn luôn team này, xem nó ở đâu. Từ từ tôi ăn máu nha. Bắt đi che xuống à? Không biết đâu, ổn quá, chả nghe cái gì. Đây rồi, thấy rồi. Nó vẫn đang bên kia đường đúng không? Nó chạy rồi. Ông ơi, sao ông kìa? Ôi. Cô tìm xem sao không? Ở đấy, tôi vừa bắn nó mà. Từ nữa. Cái team thằng này đoạn này đấy. Nó lên đồ nó công anh em mình đấy, cẩn thận. Vào nhà đi, vào nhà cho dễ nhìn. Kéo ông đằng đi để tôi móc sau đồi. Hướng ơi. Hướng 150 có hai thằng nhá, cẩn thận. Cái này tôi thấy nó rồi. Nó một rồi, lên đi. Mày đang tìm khác nữa kìa, hai tìm không ạ? Đâu đấy? Gần tôi này, phía dưới này. Rồi, tìm đằng sau lưng mình nữa. Nó lên không? Nó lên thì bắn luôn. Chắc đừng là nút đầu. Ừ, đây, chắc bắn. Ok. Lên. Ấy vẫn còn. À, vẫn còn ở đâu nhỉ? Tôi ăn máu đó. Mẹ sao nó toàn đè mình, nó rũi ta. Khó thế. Hình như thằng này là thằng lẻ, nó đi từ nhà nước ấy, còn vẫn là một team trong đốt hốc nữa. Cứ team ban đầu ấy. Ôi, mình lốt đâu mình chạy đi không ấy? Tôi rơi đạn 5 lắm, tôi hết đạn 5 rồi. S cái S kìa.
lag ấy nhỉ. Bịt mẹ 21 bằng bịt bộ không cắn. Đi đâu, đi bò bò đi. Thôi bỏ đi, chả có đồ gì đâu, nghèo lắm, tôi nhìn thấy mũ một là thấy nghèo. Thằng ấy chắc là nó vét từ nhà nước nó vét sang bên đây. Còn vẫn đắc một tim xuất hốc nữa, mình xuống đây mình canh nó này. Tôi nghĩ nó chạy phía dưới thôi, tí nữa nó chạy bò phía dưới đây này. Cố tâm một nha. Ấy, đu. Qua đâu à? Ừ, sai lần trường học. Chỗ hướng trường học, chỗ hướng trường học ấy. Mình chạy hướng đồi đây. Nhưng mà đang sợ tim rất hốc nữa cơ. Mẹ ma, giáp hai gần hư rồi. Tổn nếu giáp. Ông nát giáp rồi hả? Ừ. Thằng lề này nó cầm sai lần nó đứng nó bắn đấy nhở. Chạy hắn sang bên kia đồi đi. Thôi bỏ con mẹ đây, mình chạy mình công hắn sang cho điểm vàng nhỉ. Ừ, ok. Muốn giết thằng này kiếm cái silent lắp vào M16. Xả xít con mẹ đây đứng cơ can luôn. Từ từ đã, bạn chưa biết nó đứng đâu, nó cầm silent nó bắn khó nghe lắm. Đây tôi đang xem nó ở đâu đây. Gần lắm. Chỗ khu trường học thôi, đứng đâu phía ngoài từ trường học ấy, hay là nó núp cho đâu cái cây gần gần đấy thôi. Để ý sau lưng ông nhá, để tôi canh tim. Đây chỗ này là chỗ này là đéo thằng nào rồi. Tôi nghĩ là giao thông vẫn còn tim. Cái tim mà mình nhìn lúc ban đầu ấy. Còn mấy cái team mà bắn mình nãy giờ là team khác đấy. Hay là nhà vệ sinh ta. À đây, cho hòn đá, cho hòn đá gần này. Ông Nam ấy, hai thằng. Hòn đá gần ông Nam ấy. Nó chạy lên đây à? Ừ. Thôi, tôi nằm rồi. Yên tâm. À, tôi thấy rồi. À, tôi thấy rồi nhá. Còn một thằng nữa. Đây, tôi cứu rồi. Xong rồi, lên đi. Ok. Nghe tôi nằm con mẹ đấy luôn. Nó sai lần gì. Sân đợi AK tôi lấy. Này có bao nhiêu sản là ui thằng này có feed chưa? Feed nước này vứt. Tôi nhiều feed rồi, ông nhặt đi. Máy tôi lút đồ lác vãi lìn rồi. Ôi đi mẹ. Ơ có 2 AR luôn ông ạ. Đây, cái thằng này cũng có lên này. Là sao? Ông ơi, thằng kia ông có ui giật thế nhỉ. Mình giảm này. Ờ. Thằng kia ông có AR, ui đi mẹ giật thế. AR là gì? Silent đấy. Silent AR. Silent. Ừ. Không, tôi nhặt Silent của ấy thôi. Ơ ông ơi có luôn mà, hai cái mà tôi có rồi. Thằng này cũng có một cái. Vậy á? Đâu rồi? Lag à? Thôi tôi bắn M16 rồi. Không bắn sniper nữa. Ông nhặt silent của ấy đi. Ơ có AK của tôi. Sao giật thế nhỉ? Ừ tôi lúc đầu giật nhiều ấy một chỗ. Ông có bắn đạn. Đi ông ơi, té ngay. Đủ đồ thôi. Nhiều thành shipper đấy. À tôi quên nhặt nước với lại nhặt feed. À tôi nhặt nước, tôi cần nước thôi. Thằng này bọn này có nước không? Nước rồi, tôi có 5 nước rồi. Đây ra đây rồi. Ôi ơi đủ rồi, tôi cũng có 5 nước, 6 nước. Ôi, bỏ xa này, cưỡi xe máy đi. Có xe máy mà. Ừ. Ok đủ rồi. Ê, có bắn đạn mở rộng chưa? Cho sniper ấy. À, sniper chưa có, còn tôi cầm FPS mà. Đây. Này, bắn đạn mở rộng này, compensator chắc không cần đâu nhỉ. Hả? Cái compensato ấy. Có bắn mẹ cái đấy. Cái đấy là cái giảm giật ông có sai lần gì cái đấy không? Phải lag thế vứt mãi nó mới mất. Đi rồi mà bò xa quá 28 giây nữa kìa. Đé đi. Đi. Thôi đi mẹ, tôi còn chưa có giáp, thằng đéo con giáp, bắn cho lát mẹ giáp. Quên không nhận giáp à? Bây giờ bẹo vào khu nào đây? Khó nhờ. Serbany cứ chạy bò đông. Gặp bắn. Lát lắm mình tránh. Gặp cái cây nào đấy bắn được. Mình tránh xa cái khu này ra mẹ lát lắm. Tránh xa cái khu Poliana. Xuống mẹ khu ấy tụt FPS ghê vãi lìn. Bò long chạy bò sắt mà lồn ra. Kho vào được không ạ?
28 à. Đấy dừng nhà này nhá. Dừng nhà này đi. Ô, có người. Rồi, đi lên đi thẳng ra, đợi thử đồ này. Đây nguy hiểm lắm, từ chạy thêm một đoạn đấy đi. Cây trước mặt đấy nhá. Ừ. Mày bố mày đéo có ra. Mất bình pen như mấy. Cần lắm. Thôi, bắn bọn trước mặt mình này. Đồ. Bắn ông à? Không. Đủ mới lắp lòng muốn mình có câu tiếp được chó. Sợ trước mặt mình có team này, khu này nó lút hết rồi. Thôi, khu vẫn kiểu chạy bo mà. Hướng S này, chúng nó chạy bo mà. Ừ, biết rồi, khu nhà ấy, nhưng mà mình phải vào bo trước đã. Với lại đang có... Ừ, mình đứng đây, mình đi luôn à? Ôi, trong nhà không có, còn có người đâu mày. Xử lý cái nhà này đã đây, nhà nó hướng nào này. À, nó chạy lên kìa. Một là mày. Ôi tảng đá chưa chịu con người. Ok. Tảng đá nào? Ít chưa chưa. Hướng nào đây ông nào? Lốc rồi. Nó chết rồi. Hướng 240 nó lốc rồi. Giết luôn đi. Ừ. 240 á? Nó chết rồi. Ok. Đi cái con thằng trong nhà chết rồi. Chắc là thằng bạn nó ngồi trên tảng đá anh công thằng này đi. Đâu? Ông đi. Nhà đâu? Thằng nhà chết rồi, tao chết rồi, thằng lẻ. Đâu thế, tìm mà tìm khác. Ờ, tìm khác. Thế là trên kia vẫn có hai là một thằng ở trên kia đấy. Ok. Trên hướng 20. Ừ, ok. Đi, mình lên dần đi. Bịp mẹ đéo à, cứ tưởng thằng nào bắn mình thì nó là mẹ lẩy chuột. Vậy thì tôi cũng vậy, tôi nghe sai lần, tôi tưởng thằng nào bắn tôi rồi. 240 đầu ta. À đây rồi, cây ông ơi. Ô, trước mặt mình nó này. Bên trái nào. Bên trái cây. Tôi thấy rồi. Hai team khác nhau. Nhiều lắm rồi, quăng rổ của là chết. Ê, nó bắn nó yếu. Chết rồi. Nice cái đầu anh. Được rồi. Lúc ấy rủ béo chơi. Anh lâu còn không còn chứ không? Anh bận. Khi nào nghỉ? Bắt đầu. Sắp rồi. Khi nào nghỉ? Nói giờ hay bây giờ? Cứ chơi đi. Ở từ từ để anh với Nam nó đốt. đang thế cứ chơi đi thì thế thôi. Ừ, anh đi chơi à? Ừ, anh đang quay tí bình với lại Hùng. Thì anh đi hướng tay này đi. Bình Hùng tắt mic hộ anh. Anh nhà chào luôn. Hướng kia kìa. Hướng 285 kìa ông ơi. Ok, 285 kìa. Ok từ ok thấy rồi. Bắn sang chỗ thằng đá. Ừ. Quả thanh niên nằm à. Lên ông ơi, đốc được một thằng. Đốc thằng đá. Ừ. Ừ, kiếm có kìa. Có thấy không? Dưới kìa, dưới là bắn mình kìa. Bắn à. mày cương ạ. À. Ok, còn anh em đứng lên bắn hết. Còn thằng tảng đá nữa, từ thôi, thằng đá nữa. Với lại một thằng đâu cũng chơi cũng. À kìa, tôi thấy. Nó chạy ra đây à? Vòng. Anh em chạy lên. Vòng ép lên được. Ok, trước mặt mình thôi.
Cái mẹ nó. Ôi chị mẹ. Nhầm bom rồi. Nó có cây à? Em chiếm đi, chiếm chỗ này. Ở dưới này. Chúng nó anh em chiếm đoạn này. Đoạn này đẹp rồi. Sợ trên này đang có sợ trên này này. Đây mình canh bọn chạy bọn này. Em ở dưới này. Cái chỗ tảng đá, tảng đá. Ừ ok thấy rồi. Bắn này. Chết rồi, vẫn đang còn chỗ đấy. Ừ. Chết bò. Chết luôn rồi. Đù. Rồi. Không biết ở dưới thôi. Trên, bên trên. Nghe từ bên trên. À đây đây. Đâu được. Ở đây có cái cây, mẹ cây giống người vậy liền. Ừ, bên trên này. Ok, sai lần tôi nghe rồi. Nhặt mấy con nết nào. Ú, sầu nhiều đấy. Em chiếm đoạn này đẹp này. Ok không? Ơi, chỗ tôi. Nó đâu rồi? Sao đằng sau, biết ngay mà. Đây này, chỗ cái sườn sườn mà tao vừa đi ngang qua ấy. Thấy nó chạy chưa? Ừ. Chỗ cái sườn sườn để hướng nghe à? À đây rồi, bắn đây. Ừ bắn đi, tôi bị lấp rồi, à đây à. 10 kim nữa không ạ, địch nữa. Ở trên đồi nhá. Ừ, thấy rồi. Kệ đi, đừng cứu nữa, kệ tôi, ừ. Ông giết được cái thằng bắn chỗ sườn đá chưa? Tôi biết, có thằng người cây ở hướng trước mặt kìa. Đâu? Ờ, ông đi vào đây tôi cứu được mà. Ông tôi chết rồi, ừ chết rồi, nó chết luôn rồi. Kìa hai thằng ở trước mặt kìa. Còn một team à? Ừ, hai thằng ở trước mặt. Chém bo đi, chạy vòng xuống dưới chém bo đúng không? Mẹ mình đứng hơi bị kẹp hai bên, khó thế. À đấy là hướng luôn. Cây trước mặt. Hướng trước mặt. Đưa tôi biết mà. Bố mẹ bo có sợ đuổi. Đó. Ừ cứ từ thôi. Bo cho mình nghe. Ừ. Bo dự có không ạ? Chạy sang bên phải không kìa? Đó, hai cây ấy thấy chưa? Nhưng mà chạy lên là chết. Đây là đâu giờ nhìn chưa? Này trên cao nó ném nét nó lợi thế hơn. Nét kìa. Hồi xong rồi. Ui. Ui. Nó lợi thế hơn. Ừ. Ừ. Thế nó sẵn mòn ghê vậy. Hai thằng ờ.